sản nghe lời Chúa. Thank you.
chung ôn hòa nhớ nại, chịu đựng lẫn nhau và hãy tha thứ cho nhau nếu người này có chuyện phải oán trách người kia. Như Chúa đã tha thứ cho anh em cũng hãy tha thứ cho nhau. Trên hết mọi sự, anh em hãy có đức yêu thương, đó là dễ dàng mọi điều hoàn thiện. Nguyện xin lời Đức Kitô làm chủ cho lòng anh em, sự bình an mà anh em đã được kêu gọi tới hưởng thụ để làm nên một thân thể. Anh em hãy cảm tạ Thiên Chúa. Nguyện xin lời Đức Kitô cư ngụ dồi dào trong anh em. Với tất cả sự khôn ngoan, anh em hãy học hỏi và nhủ bảo lẫn nhau. Hãy dùng những bài thánh tịnh, những khúc ca và những bài hát đạo đức để hát mừng Thiên Chúa trong lòng anh em. Và tất cả những gì anh em làm, trong lời nói cũng như trong hành động, tất cả mọi chuyện, anh em hãy làm vì danh Chúa Giêsu Kitô, nhờ Ngài và